Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về một lô đèn dầu nữa nha. Đó, chị soạn ra những cái lô đẹp cho cô chú anh chị mình ha. Đó, với một lô đồ gốm. Đó, với chanh, đồ gỗ để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây là em giao lưu trước cặp bình gốm thành quả nha cô chú anh chị mình ha. Đó, rất là đẹp, mã số 1C. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em một dòng nha. Đó, một nước men rạng. Tuổi đời mấy cái bình này thì tầm khoảng chừng 2-30 năm trở lại đây thôi. Đó, nhưng mà đó, do thời gian người ta xài men nó lên nó rất là đẹp luôn, màu rất là đẹp. Đó, men rạng nha, cao là 5 tấc 4, đường kính miệng là 1 tấc 9, hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 77. Đó, hàng thì nguyên si. Đó, em bao cho cô chú chị mình là đồ riêng 100%. Cái tích của nó là đây chim chỉ qua mẫu đơn. Đó, chim chỉ qua mẫu đơn nha cô chú chị mình ha. Rất là đẹp, này là vô một cặp nha. Đây cô chú chị mình xem mọc lò dưới đế có sẵn nha cô chú chị mình ha. Đó, nguyên si là lặng luôn. Hàng này thì rất là đẹp luôn cho cô chú chị mình nha. Đó, cặp này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, để em coi thử coi nha. Trọng lượng nặng là 7kg một cái. Cặp này là 4,2 triệu một cặp, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Bao phí ship 4,2 triệu. Đó, đây em chỉ có 2-3 cặp thôi nha. Đây, cặp này là bát tiên quá hải. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Đó, bát tiên quá hải. Chiều cao là 5 tấc 8. Chiều cao 5 tấc 8, đường kính miệng là 2 tấc 1, hoành bụng lớn nhất là 78. Đó, hàng thì cũng nguyên si là lặn, màu thì rất là đẹp luôn. Đó, đây, men gạn hết trơn nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp. Hàng này thì em bao là đồ nguyên, lành lặn luôn. Đó, đây, hoa văn họa tiết vẽ rất là thần thái nha. Đó, những cái mặt của bác tiên nó rất là thần thái nha cô chú chị mình ha. Mắt rất là có hồn. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Đây, đế dưới cũng vẫn có mọc đế luôn. Đó, mọc lò. Đây, cặp này cũng là 4,2 triệu, em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây, mã số 3C. Đó, cái này là gốm tàu nha cô chú anh chị mình ha. Tàu này là tàu xưa. Đó, có người ta kêu bằng tàu xưa, có người kêu bằng tàu cũ nha cô chú anh chị mình ha. Đó, này là tàu xưa. Đây, phía sau này nó có một bài thơ. Đó, mặt trước là tùng hạt nha. Đó, tùng hạt với chim chỉ qua phù dung. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, chiều cao là 6 tấc 8, đường kính miệng là 2 tấc, hoành bụng của nó luôn là 1 mét đúng nha. Hàng này là cũng là nguyên si lành lặn luôn. Đó, bao đẹp cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em một dòng nha. Mã số 3 cũng là 4,2 triệu một cặp, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây, mã số 4, cặp này là lông ẩn mình nha cô chú chị mình ha. Đó, gồng 5 móng. Đây, đó, hoa văn họa tiết thì khỏi chê chỗ nào rồi. Đó, cái này là hàng tàu xưa nha cô chú chị mình ha. Đó, chiều cao. Cao là 60, cặp này em chỉ có một cặp một thôi nha. Đường kính miệng là 2 tấc, hoành bụng của nó luôn là 94. Đây, hàng cũng là đồ nguyên zin luôn, nguyên si luôn. Thập niên 90, tầm khoảng chừng 2-30 năm thôi. Đó, cân nặng của nó rất là nặng nha, 9kg một cái. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, đồ này là đồ nguyên, em bao cho cô chú chị mình luôn nha. Cô chú chị mình thấy cốt đất ở dưới nè. Đó là đồ nguyên zin, rất là đẹp. Đó, hoa văn họa tiết là khỏi chê. Đây, một con rồng trực diện nha. Đó, ngũ long cũ nha. Đó, 9 con. Đây, rất là đẹp luôn. Đó, cặp này về cặm bông là khỏi chê, 4,2 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Đây, tới em có những cái thao cho cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp. Tô son dễ dàng, này là đồ gốm mà tàu xưa luôn nha. Đường kính miệng phủ bì là 44, lọt lòng là 34. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha, rất là đẹp. Đây, hàng nguyên si là lặn. Đó, một cái thao như vậy của chúng chị mình rửa mặt đồ đó rất là đẹp nha của chúng chị mình ha.
vẫn xài được gốm nữa. Thao là thao gốm sứ. Đó, nguyên si là lặn luôn. Mã số 5. Đây, không chê được chỗ nào nha. 2,5 triệu bao ship toàn quốc nha. 2,5 triệu một cái. Đó, thích cái nào thì mình chọn vào cái đó nha. Đó, tô son dễ dàng, cũng số 6 luôn. Cũng là 44. Đó, lọt lòng là 34. Đây, 2,5 triệu luôn, em bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Đây, em có những cái đèn dầu rất là độc lạ, rất là đẹp nha, có giờ mình ha. Chuẩn này là chuẩn đồ Pháp luôn. Đó, đem cây đèn đánh bóng trên bàn ra coi. Đó, cây này là liền lạc, lành lặn luôn nha. Đó, đồ này là em bao chuẩn đồ Pháp xưa nha, có giúp giờ mình ha. Đó, chiều cao em đo từ ống khói trở xuống là 56. Đó, bầu này là hơn 1 lít dầu. Đâu rồi? Đó, cây trên kia kìa, cây trên bàn á. Đó, 5 tấc 6 nha. Đây, cô chú anh chị mình thấy nè, cái cặp này hôm qua em mới lên. Đó, ông kia, ông anh ông ra chốt rồi. Em đánh bóng lại cho ông anh nè. Đó, ông kia đánh bóng lại giùm. Đó, cô chú anh chị mình thấy đánh bóng lại ha. Màu đồng rất là tự nhiên. Này là chưa vệ sinh đánh bóng rồi, nhưng mà cái đường kẻ này chưa vệ sinh bụi bặm nữa nè. Đó, rất là đẹp từ cái họng luôn nè, cô chú anh chị thấy không? Đó, cái họng là bằng đồng luôn nha. Đó, cô chú anh chị mình cứ để như gì thì nó theo bụi thời gian của nó. Còn nếu mà đánh bóng lại như gì thì nó rất là dễ nha. Nhưng mà để lại như gì thì nó tầm khoảng cỡ 6-7 năm nó mới được cái màu nó lại như gì nha, cô chú anh chị mình ha. Đó, cái này là em đánh bóng tự nhiên nha. Đánh bóng giống như chùi lư mình ngày xưa vậy thôi. Chứ không có mờ tẩm màu gì hết trơn nha, cô chú anh chị mình ha. Chất liệu bằng đồng thì em bao từ trên xuống dưới nguyên cây, ống khói bút mực luôn nha. Cái đèn mã số 7 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 4,2 triệu bao ship toàn quốc nha. 4,2 triệu. Đó, đây cái đèn mã số 8 lam cũng vẫn còn riêng của nó luôn nha. Ống khói đầy đủ, bầu này cũng là 1 lít dầu, nửa lít dầu trở lên. Đó, cũng bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Cây mã số 8 chiều cao, đó, chiều cao là 49. Cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3,5 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình ha. 3,5 triệu bao phí ship. Đây, cây mã số 9. Đó, cây này rất là dày nha quý anh chị mình ha, đồng rất là dày. Tại cái bàn quay của em chính giữa nó hơi mo, hai bên này nó hơi nghiêng, bởi vì nhìn cái cây đèn nó hơi nghiêng chứ thật sự cái đèn đứng rất là đẹp nha. Cao là 65, bầu này hơn 1 lít dầu. Đó, lam cũng nguyên riêng, ống khói cũng nguyên riêng luôn nha, rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu bằng đồng nguyên cây. Đó, mã số 9 của chú chị mình này, chùi dầu lửa sơ sơ ra nó cũng rất là đẹp nha chú chị mình ha. Đó, cây này thì em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4,2 triệu bao ship toàn quốc cho chú anh chị mình ha. Mỗi cây mỗi kiểu khác nhau, mỗi cây mỗi lam khác nhau. Đó, đây cây này đó, mã số 10. Đây, chiều cao, cao là 55, bầu này cũng là hơn nửa lít dầu. Đó, đánh bóng thì nó ra cũng như vậy, của chú chị mình cứ an tâm. Đồ này đánh bóng ra em không đúng như gì là cứ trả lại cho em nha. Đó, từ họng cho đến ống khói luôn. Đó, cây này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 3,7 triệu. Mã số 10 bao ship toàn quốc, bao chuẩn đồ nha. Đó, chuẩn đồ xưa. Nếu mà không đúng đồ, không chuẩn đồ, đó, em tặng cho cô chú chị mình làm kỷ niệm luôn nha. Đây, tới cây mã số 11. Chiều cao của nó luôn là 5 tấc 2. Đó, hàng nguyên zin, bầu này hơn 1 lít dầu. Đó, chân họng ống khói đầy đủ, chất liệu bằng đồng nguyên cây. Đó, lam cũng là đồ zin của nó luôn nha, rất là đẹp. Của chúng mình thấy cái lam nè, đó, cũng là bằng đồng luôn nha. Đó, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là cũng là 4,2 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, bao phí ship luôn. Đó, số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Đây, những cây gốm sứ nha. Đó, mã số 12. Đó, đưa lên mã số 13 luôn. Đó, và 14 luôn cũng vẫn được. Đây, đây là mã số 13. Đó, và 14. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Đây, mã số 12, chiều cao là 48. Mã số 13 và 14.
Đó, chiều cao đồng nhau 5 tấc 2. Đó, một cây là 5 tấc 2, hai cây này là 5 tấc 2 hết trơn nha. Cây này là 4 tấc 8. Đó. Đây. Nói chung là cây nào gốm sứ cũng là nguyên si, là lặn, chân là chân đồng. Bầu này là bầu gốm sứ nha cô chú chị mình ha, hàng này của Pháp. Đó, bên đây á cái bầu này nó bị lỗi men tí xíu nè. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Cái này bị lỗi men. Đó, mã số 13. Đây. Đó, những cây này thì đồng giá với nhau. Thứ nhất đồng giá tiền, thứ hai nữa thì cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, không có bị mờ nứt, bị bể hết trơn nha. Đó, tim vẫn xài tốt, nói chung là lên đèn, ok. Đó, bao cho cô chú anh chị mình luôn. Chuẩn đồ xưa. Một cây thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 2.800.000. 2.800.000 một cây gốm sứ như gì, bao phí ship toàn quốc. Đó, cô chú chị mình muốn đánh bóng những cái họng trên này, giặt dưới này thì cứ liên hệ với em. Đó, em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. 2.800.000 một cây, bao ship toàn quốc luôn. Mã số 15, 16 đó, và 17. Đó, nó gồm có cũng là 3 cây. Đó, 15, 16, 17. Đó, hai cây này thì có thể là vô một cặp nè. Mã số 16, 17. Đó, một cây đen, cây trắng nha. Đó, con chú chị mình có nhu cầu thì lấy. Đó, như cây ông, cây bà. Rất là đẹp luôn. Hai cây để hai bên. Đó, ba cây này chiều cao bằng nhau. Để em đo một cây là em biết liền. Một cây là 5 tấc 4. Đó. Đây, mã số 16 của chú chị mình xem giùm em ha. Đây là bằng gốm sứ nha. Đó, bầu này cũng là cỡ lít, cỡ hơn nửa lít dầu. Đó, này là đồ nguyên không nha. Đồ ghiên nguyên si nha, lành tích 100%. Bao cho quý của chú anh chị mình luôn. Đó, cây này là hơn 1 lít dầu nha. Mấy cây này thì em bao hàng cho quý chú anh chị mình luôn. Đó, chuẩn đồ Pháp xưa. Đó, tại vì những cây này là những cây đẹp không nha quý chú anh chị mình ha. Đây, đó, 15, 16, 17 đồng giá là 2.900.000 một cây. Một cây là 2.900.000 bao lên lửa. Đó, bao sáng. 2.900.000 bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đó. Đây. Tới mã số là 18, 19, 20. Đó, 3 cây. Đó, cây chân đá có, chân đồng có nha. Đây. 18, 19, 20, những cây này là bầu là em chưa vệ sinh bụi bặm nha. Đó. Để em đo cây lùn nhất đi ha. Cây này thấp nhất của nó luôn là 6 tấc rưỡi. Đó, cây này cao tới 7 tấc 2 lần nha. Đó, hai cây 6 tấc rưỡi, một cây 7 tấc 2, ba cây ba màu, rất là đẹp luôn nha quý anh chị mình ha. Lam này thì 1 tấc rưỡi nha. À, lộn em xin lỗi. Bầu này là 1 tấc rưỡi. Xanh lợt, xanh đậm và màu vàng nha. Đó, chân là chân đồng hết. Rất là đẹp luôn. Đó, đồng giá luôn nha cô chú chị mình ha. Cái này là chưa vệ sinh nha cô chú chị mình ha. Còn bụi bặm không nè. Đó, cô chú chị mình thấy bụi bặm nè. Chưa có vệ sinh, chùi rửa luôn. Đó, bầu chưa chà rửa luôn nè cô chú chị mình thấy nè. Đó, chưa có chà rửa những cái bầu này ra luôn nha. Chà rửa ra rất là đẹp luôn. Tại cái lô này tới 1.000 cây lận nha cô chú chị mình ha. Đó, hôm qua cô chú chị mình nó cũng là lấy căn ngang solo cũng hết mấy trăm cây rồi. Đó, giờ em còn lại khoảng có tầm khoảng có 800 cây nữa thôi là đã hết rồi nha. Đó, khoảng có 700 cây nữa hả. Đây, 18, 19, 20. Em đồng giá với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, tức là 4.800.000 một cây, bao ship toàn quốc nha. Thích cây nào thì mình chọn vào cây đó. Đó, còn nếu mà mình mua số lượng á thì á, em sẽ bán sỉ cho cô chú anh chị mình ha. Rồi lên từng cây thôi. Nếu mà mua số lượng thì em sẽ bán sỉ cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, tại này là em căng nguyên lô, có gì nó số lượng thì em sẽ bán sỉ lại cho cô chú chị mình ha, nếu mà cô chú chị lấy số lượng nhiều. Đây, mã số 21C, một cây chân đồng. Đó, bầu là pha lê xanh. Chiều cao là 68, một con số rất là đẹp. Bầu là đường kính là 1 tấc 6, bầu rất là lớn. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, chân đồng, bao đánh bóng luôn. Đó, vệ sinh sạch sẽ cho cô chú chị mình luôn, cái này còn dính dơ nè. Đó, bầu là hai da nha. Pha lê đàng hoàng, không có bị găng nứt gì hết. Họng là họng đồng, tim là dẫn ống khói đầy đủ.
Cây này để em giao lưu với quý cô chú anh chị mà luôn có giá là 4,6 triệu, bao ship toàn quốc nha. Đó. Cây mã số 7 nè, 22, cây mã số 22 nha. Cây này với cây 20 nãy là có thể một cặp được nha quý vị mình ha. Đó, hai cây giống nhau. Chiều cao của nó luôn là 6 tấc 6. Đó. Ống khói là nguyên zin, tim vẫn dặn lên dặn xuống bình thường, quý vị thấy dặn tim rất là nhẹ không? Đã trải qua vài chục năm tuổi rồi nhưng mà vẫn dặn được bình thường. Đó. Bầu này là em bao không bị gân nứt, không bị mẻ hay là bị bể chỗ nào hết. Chân nga timon khúc đá cẩm thạch màu xanh. Đá này về mình sơn lại, vệ sinh sơn lại nó rất nổi lên rất là đẹp nha. Đó, chân nga timon, mấy cây này là chứng già tuổi rồi nha quý vị mình ha. Tuổi đời những cái đèn này em bao trước năm 75. Đó, tất cả lô đèn của em sau năm 75 em tặng cho cô chú chị mình luôn. Nếu mà cây nào sau năm 75. Mã số 22 em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 4,8 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình ha. 4,8 triệu bao phí ship luôn. Đây, cây này là cây màu trắng nha. Tại nó bị dầu, nó bị dính vàng thôi, chưa chùi rửa thôi. Chứ thật sự là cây này là cây màu trắng nha cô chú chị mình ha. Pha lê trắng, móng tay. Cao là 66. Đường kính bầu là 1 tấc 7. Đó. Đây, họng khói tim rồi vẫn đầy đủ bình thường nha quý vị mình ha. Đó, khúc đá cẩm thạch đỏ rất là đẹp luôn. Chân là chân đồng. Đó, cây này là 4,900,000, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. 4,9 triệu. Đó, mã số 23. Mã số 24 em còn lại được 2 cái, 5 cái mâm. Đây, 5 cái. Đường kính 52. Trọng lượng nặng là 1,2 kg, của chú chị mình thích tích nào thì mình chọn vào tích đó nha. Tích này là bát mã nha của chú chị mình ha. Đó, để dành treo tường, dập nổi treo tường chất liệu bằng đồng. 1 triệu bao đánh bóng. Đó, bát mã. Tích này là bát tiên hội tụ. Đó, đây. Đang ngồi hội tụ lại nha. Đây là cây tùng. Đó, chú chị mình xem giùm em ha. Đó. Đây ngũ long nha. Tích này là ngũ long cho của chú chị mình ha, 9 con rồng. Đây. Tích này là tứ linh, long lân quy phụng nha. Hội tụ nha cô chú chị mình ha. Đó. Còn tích này là thiên nga hồ sen nha cô chú chị mình ha. Đó, tức là hai con thiên nga nằm ở dưới hồ sen đang đùa giỡn rất là đẹp luôn. Đó. Mã số 24, đường kính 5 tấc 2, trọng lượng nặng 1,2 kg, đồng giá bao đánh bóng, 1 triệu một cái, bao ship toàn quốc nha. Đây em còn một cặp bình bông vỏ đạn. Mã số 25. Đây, chiều cao. Đó, còn chỉ có hai cái duy nhất thôi. Chiều cao 3 tấc, đường kính miệng 1 tấc 3. Cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, 105 ly. Đây. Đây với đây là bình bông vỏ đạn, đây nó có đóng lên nha, đóng 5 luôn. Đó. Cái này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn 2,5 triệu, mã số 25. Mã số 26. Đó. Chiều cao là 2 tấc 7, đường kính miệng là 1 tấc 3. Đó, cũng là 105 ly luôn. Cái này là 2,4 triệu, bao ship toàn quốc nha. Đó, một cái 2,5 triệu, một cái 2,4 triệu. Một cái bằng ủi con gà nhôm, cán nhôm, bằng ủi chất liệu bằng đồng. Đó, đây, cân thử rồi nha. Cái này cũng khoảng ký mấy đó, từ giá 1,6 kg, 1,7 kg nha, cũng như mình ha. Chuẩn xưa trước năm 75, nếu mà cái bằng ủi này ai mà kiểm định sau năm 75 em tặng cho quý vị mình làm kỷ niệm 2 kg. Đó, 1 triệu bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn. Đây, mã số 28. Đó, đường kính 2 tấc 4. Đó, cái này thì em giao lưu với quý vị mình luôn 900,000, bao ship toàn quốc, bên đây nó bị lủng lỗ nha. Đó, do thời gian xài nhiều nha. Chất liệu bằng đồng nguyên con. Đó, đây. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Một cái khuôn bánh kẹp trọng lượng nặng 1,4 kg. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Đó, chất liệu bằng đồng, cái này 900,000, bao ship toàn quốc, mã số 929. Đây, mã số 30, gốm xứ Nhật nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Này không phải xứ Nhật mà này là châu Âu luôn rồi. Đó, hàng này hàng châu Âu. Một cái thố và một cái dĩa nha. Đây, thố này 2 tấc 4, dĩa này 2 tấc 9. Đó, bộ này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn 800,000, bao ship toàn quốc nha. Một cái tiềm, đó, mã số 31, dài 2 tấc 3. Đó, phủ bì là 2 tấc 3 nha.
lọt lòng tìm là một tắc chính thôi nha. Đó, đây hàng nguyên si là lặn rất là đẹp luôn. Đó, tìm này thì có 600.000 bao ship toàn quốc nha. Đó, một cái khay đựng mứt mã số 32, đường kính khay là 3 tấc 2. Đó, khay này thì 700.000 bao ship toàn quốc luôn. Để trang trí đựng mứt nha. Đây, đó, một hũ nước mắm bằng gốm tàu nha, mã số 33, cao là 1 tấc 1, đường kính miệng của nó luôn là 5 phân. Đây, rất là đẹp luôn. Hàng này hàng tàu xưa. Đó, 500.000 bao ship toàn quốc nha. Đây, mã số 34, một cặp dĩa nha, một cái dĩa trái tim, đường kính 33, chiều dài cỡ đo cái này là 3 tấc 2, hàng pha lê, không có miếng bọt bèo gì luôn, rất là đẹp luôn nha. Dĩa này là dĩa bông mai. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha, rất là đẹp luôn, không có bọt bèo luôn. Mã số 34, cặp này em giao lưu 900.000 bao ship toàn quốc nha. Một cái gạt tàn thuốc, đó, pha lê luôn. Mã số 35, đường kính 1 tấc 7, 500.000 bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Mã số 36, một cái bình, đó, chiều cao 3 tấc 9, đường kính miệng 1 tấc 8, hoành bụng của nó luôn 59, gốm là gốm Biên Hòa xưa. Đó, bình hoa mẫu đơn, rất là đẹp. Cái này thì có giá là 800.000 bao ship toàn quốc nha. Mã số 36, một cái khay trà, mã số 37. Đây, đường kính của nó luôn là 3 tấc rưỡi, chiều dài bề ngang 2 tấc, cẩn 4 mặt, rất là đẹp luôn nha. Khay này là khay xưa, tuổi đời khoảng tầm 20-30 năm. Gỗ này, đó cô chú chị mình xem giùm em ha, cẩm lai nha. Đây cô chú chị mình xem dân cây cẩm giùm em. Mặt này là mặt trước nè, đó, em dây mặt sau. Cô chú chị mình thấy cây cẩm già nè, đó, cái cẩm già rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Đây là cẩm lai nha cô chú chị mình ha, lưu ý giùm em, này là bằng cẩm lai. Đó, khay này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 3,5 triệu bao ship toàn quốc nha. Đó, khay đó bằng cẩm lai. Một cặp đôn đèn, đó, đôn này là em mua chỉ có một cặp duy nhất, không có cặp thứ hai luôn. Đó, chỉ có một cặp thôi. Mã số 38, đó, đôn 2 tầng, tầng dưới, tầng trên. Gỗ này là bằng chất liệu, bằng gỗ chắc nha. Cái này là cây chắc nha cô chú chị mình ha. Cô chú chị mình xem dân cây chắc giùm em, nó rất là tơ tóc, rất là nhỏ nhắn. Đó, dân cây chắc nó rất là tơ tóc nha. Này là chuẩn xưa rồi. Để đếm đo chiều cao. Cao của nó luôn là 6 tấc. Mặt đôn của nó luôn là 3 tấc. Đó, gỗ này là gỗ chắc nha cô chú chị mình ha. Lưu ý giùm em. Đây, cây này là cây xưa. Đó, nhìn dân cây là cô chú chị mình biết cây chắc hay là cây lai liền. Đó, tại vì gỗ chắc á, là nó luôn luôn lúc nào găng nó nhuyễn hơn nha. Chạm chỗ, đó, rất là đẹp. Cái này em mua được một cặp, chỉ có 2 cây này thôi. Cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cặp này có giá là 7 triệu bao ship toàn quốc nha. Một cặp 7 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464. Đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận 4, thành phố Cần Thơ. Mã số 39, một bức tranh tàu đá. Đó, chiều cao là 80. Đó, chiều dài kéo hạo thử đây nha. Đây, đầu đẳng luôn. Đó, rồi buông đây. Chiều dài là 2 mét. Đó, cao 80, dài 2 mét nha cô chú chị mình ha. Qua văn vẽ tay cô chú chị mình gờ vậy là cộm liền nè. Đó, còn nếu mà giá hàng in thì á, mình gờ thì nó lắng lứt, rồi còn này là vẽ cộm lên tay nè. Đây, chim chỉ qua mẫu đơn, rất là đẹp luôn. Này là miếng đá nha. Đã thì gốm sứ đá, dày khoảng có 1 phân. Khung này là khung mới. Đó, em mới về được có mấy tấm thôi nha cô chú chị mình ha. Đó, tại vì em đặt khung người ta làm nè. Khung này á là bằng gõ nha. Đó, gõ này là gõ mới nha cô chú chị mình ha, xây mặt sau. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha, khung là khung mới, tranh là tranh thập niên 90. Đó, đây cô chú chị mình lưu ý giùm em ha, khung này là khung mới. Rồi quay lại luôn. Đó, đây còn tranh là tranh cũ. Đó, tranh xưa. Đó, mã số 39, bức này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 7.300.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn ha. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các chú chị mình trong thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.